Khi nói đến di truyền học, những người yêu sinh học không ai không biết đến công trình vĩ đại của nhà khoa học người Áo Gregor Mendel. Ông được xem là cha đẻ của ngành di truyền học, người đặt nền móng cho những công trình sinh học ngày nay. Tuy nhiên, thật trớ trêu, công trình nghiên cứu vĩ đại của ông xuất bản vào năm 1866 không được công nhận. Người ta cũng không quan tâm đến các nghiên cứu của ông. Đến tận năm 1900, các nhà khoa học mới phát hiện lại bài báo thí nghiệm lai giống thực vật của Mendel và các phát hiện của ông mới được công nhận. Khi đó, ông được tôn vinh như nhà khoa học thiên tài, một danh hiệu xứng đáng được nhận từ lúc sinh thời. Đồng thời, năm 1900 được xem là năm ra đời của di truyền học, còn Mendel là cha đẻ của ngành này. Đối tượng nghiên cứu của Mendel chính là đậu Hà Lan, vì loài thực vật này là cây lưỡng tính, có khả năng tự thụ phấn cao. Nhị và nhụy của hoa thường hoạt động cùng lúc. Sự tự thụ phấn thường xảy ra trước khi hoa nở hoàn toàn. Quá trình tự thụ phấn ở đậu Hà Lan sẽ dễ tạo ra dòng thuần chủng. Bên cạnh đó, thời gian sinh trưởng và phát triển của cây ngắn có nhiều tính trạng tương phản như hình dạng, màu sắc hạt, vị trí hoa, chiều cao thân, vân vân. Nhờ vào những đặc điểm trên mà đậu Hà Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu các quy luật di truyền của Mendel. Mendel là người đầu tiên vận dụng các phương pháp khoa học vào nghiên cứu các quy luật di truyền mà các nhà khoa học trước chưa thực hiện. Cụ thể, phương pháp nghiên cứu độc đáo của ông là lai và phân tích con lai, bao gồm các bước theo trình tự. Thứ nhất, tạo dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Thứ hai, lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng, rồi phân tích kết quả lai ở đời F1, F2, F3. Thứ ba, sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả. Thứ tư là tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình. Thí nghiệm lai một cặp tính trạng. Thí nghiệm và cách suy luận của Mendel có thể tóm tắt qua ví dụ sau. Ở đời bố mẹ, Mendel tiến hành lai thuận nghịch cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng. Đời F1 thu được 100% cây hoa đỏ. Ông tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn để tạo F2. F2 thu được 705 cây hoa đỏ và 224 cây hoa trắng. Mendel nhận thấy tỷ lệ phân ly ở F2 sắp xỉ 3:1, nhưng ông không biết giải thích tại sao. Để tìm câu trả lời, Mendel cho từng cây F2 tự thụ phấn và phân tích sự phân ly ở đời con của từng cây. 1/3 số cây hoa đỏ ở F2 tự thụ phấn cho ra toàn cây hoa đỏ. 2/3 số cây hoa đỏ ở F2 tự thụ phấn cho ra đời con có cả cây hoa đỏ lẫn cây hoa trắng theo tỷ lệ 3:1 giống cây hoa đỏ ở F1. Tất cả cây hoa trắng ở F2 tự thụ phấn cho F3 100% hoa trắng. Mendel muốn tìm hiểu tại sao tính trạng hoa trắng của đời bố mẹ lại biến mất ở F1, nên đã cho các cây lai của thế hệ này tự thụ phấn. Kết quả là ở F2 xuất hiện trở lại tính trạng hoa trắng theo tỷ lệ 3:1. Mendel gọi tính trạng hoa đỏ là tính trội, còn hoa trắng là tính lặng. Ở F2, phân ly theo tỷ lệ 3 đỏ, 1 trắng nên số tổ hợp là 4. Vì vậy, mỗi bên bố mẹ phải cho 2 loại giao tử. Từ đó, Mendel suy luận để tạo ra 2 loại giao tử thì mỗi tính trạng phải do một cặp nhân tố di truyền quy định mà sinh học ngày nay gọi là cặp allele. Mendel dùng các chữ cái để ký hiệu nhân tố di truyền. Trong đó, chữ cái in hoa là tính trội, chữ thường là tính lặng. Cụ thể trong thí nghiệm, A lớn là hoa đỏ, trội hoàn toàn so với A nhỏ là hoa trắng. Khi đó, bố mẹ thuần chủng hoa đỏ, A lớn, lai với hoa trắng, A nhỏ, A nhỏ. Chuỗi gen A lớn cho một loại giao tử là A lớn, A nhỏ cho một loại giao tử là A nhỏ. Các giao tử tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh, tạo cá thể F1 có kiểu gen 100% A lớn, A nhỏ, có kiểu hình là hoa đỏ. Khi cho F1 tự thụ phấn, nghĩa là hoa đỏ có kiểu gen A lớn, A nhỏ, tự thụ phấn với hoa đỏ có kiểu gen A lớn A nhỏ. Cá thể bố có kiểu gen A lớn A nhỏ cho 2 loại giao tử là 1/2 A lớn và 1/2 A nhỏ. Tương tự, ở mẹ cũng cho 2 loại giao tử
là 1/2 A lớn và 1/2 A nhỏ. Khi thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các hợp tử là 1/4 A lớn A lớn, 1/4 A lớn A nhỏ, 1/4 A lớn A nhỏ và 1/4 A nhỏ A nhỏ. Kiểu hình phân ly theo tỷ lệ 3 hoa đỏ, 1 hoa trắng. Để kiểm tra giả thuyết của mình, Mendel đã làm phép Lie phân tích, tức là phép Lie giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặng, nhằm kiểm tra tính trội đem Lie là đồng hợp hay dị hợp. Ông tiến hành ở 7 tính trạng khác nhau của cây đậu Hà Lan và cho kết quả với tỷ lệ đúng như dự đoán của mình. Từ những kết quả thu được, Mendel đã khái quát hóa sự tồn tại và vận động của các nhân tố di truyền thành quy luật được gọi là quy luật phân ly. Nội dung của quy luật có thể được tóm tắt bằng các thuật ngữ của truyền học hiện đại như sau. Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền, hay theo hiện đại là cặp allele quy định. Một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. Các allele của bố và mẹ tồn tại trong tế bào cơ thể con một cách riêng rẽ, không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, các thành viên của cặp allele phân ly đồng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử chứa allele này còn 50% giao tử chứa allele kia.